anh hùng, giờ giờ nổi trong đồng làm lễ tế cáo cùng quốc tổ. Nghe đây, nghe đây. Trời ơi, cái gì đây, cái gì đây? Nè, ông già kia đừng có đánh nữa không? Hả? Đừng có đánh. Sao? Trời ơi, tại sao mấy người dám tụ tập rần rần như vậy chứ? Có chuyện gì vậy Trương Hầu? Hải thú Tô Định đã ra nghiêm lệnh cấm dân chúng tụ tập đông đảo. Nếu ngài mà biết được, trời ơi, mình không có được yên đâu. Nhưng dân ta không thể nào quên ngài Dỗ Tổ được. Ông muốn yên, ông hãy đi đi. Đi. Các người không sợ mất đâu à? Mất nước mới đáng sợ hơn. Bà cứ nghĩ. Bà Trương Nhị ơi, từ núi Nghĩa Lĩnh này cho đến chỗ đóng quân của Mã Tắc không xa lắm. Tôi chỉ sợ rằng bọn chúng sẽ xô giáp binh tới đây bất kỳ lúc nào. Nè bà làm ơn làm phước ra lệnh cho mọi người tản bớt đi giùm tôi, cái nguy hiểm lắm. Ông ơi, ông ra lệnh. Nhưng đông bạn hãy hỏi ý của mọi người để cho Trương Hầu thấy rõ. Hỡi bà con, hôm nay bà con tụ hội về đền hùng Dỗ Tổ có thể bị giặc bắt, thậm chí bị giết. Đồng bào nghĩ như thế nào? Ông cũng không sợ. Trương Hầu, ông đã nghe rõ rồi chứ? Bá tánh không sợ mất đầu vì họ không muốn làm người dân mất nước. Nên tất cả vượt núi băng rừng, cây Dỗ Tổ cũng dứt gây dựng nương. Từ nhà xưa làm sẵn, cụ đô trên đây tuổi già dưỡng dầm, từ Long Biên cũng lặn lội đến nơi này. Đông bán kia chờ đợi biết bao ngày, có mặt sớm nhất lại là nàng Thanh Thiên. Nhưng tôi chỉ lo việc Tô Định, cùng Mã Tắc từng xuống lệnh truyền, cấm chúng dân tụ tập đông người, ai trái lời sẽ bị thiệt thân. Tô Định là thái thú, còn Mã Tắc là đô úy sang cai trị nước mình. Lệnh của chúng là lệnh của soi làng, sao bắt dân ta răm rắp thi hành? Phải, hơn nữa đây lại là tục lệ, mà hàng năm dân chúng đến đền hùng trước để tạ ơn người tài phá sơn hà, sao chung một lòng gìn giữ non sông. Nhưng mà Dương Hồ, tất cả mọi người có mặt, nào kể chi gông cụm kèm kẹp, một già tìm về đứng bên nuôi nghiệp, như hình đàn voi trên dải phù ninh. 99 con đều một quay đầu, chỉ một con khoảng là bị chém chết ngay. Tích cổ hương xưa ghi lại sành sành, ai người có mắt nên lấy đó làm gương. Thì voi khác người khác chứ bộ, quan quân cai trị còn khác nữa. Tôi chỉ sợ rằng bọn chúng sẽ đến đây để làm cỏ cái vùng này á. Chị Trương Nhị, chị Trương Nhị, chị Trương Nhị, đội kỵ binh của Mã Tắc đang hướng về đây, em phi ngựa về mau cấp báo. Trời ơi, tôi nói có sai đâu, tôi nói có sai đâu. Im đi, ông đứng đó mà chờ chúng tôi đối phó. Trời ơi, đâu có được, nếu tôi đứng đây mà Mã Tắc đến thấy mặt thì nguy. Trời ơi, bà con không gian thì cũng làm ơn làm phước cho tôi đi. Cứ cản là quên. Rượu ngon này là rượu đền hùng, rượu chung mà sớt nghĩa rượu chung tình nồng. Rượu ngon đây bà con ơi, mời Trương Hầu xê rượu. Rượu này uống vào gan nhỏ thành to, mực lưng thành mực đầy, mời Trương Hầu. Thôi cảm ơn, đâm ơn khi khác đi nàng. Tía ơi, nguy đến nơi rồi, không còn thì giờ để uống. Tôi lại nàng làm ơn cho tôi đi. Mời Trương Hầu. Mời cái gì, tôi để khi khác. Ây da. Trời ơi, cả đám văn hiếp của mình tôi, mấy người cười cái gì mà tiên ghét. Lên ra coi. Trương Hầu, không có hầu gì hết, không có ha gì hết. Thôi em, đừng đùa cợt nữa. Dạ thưa chị, em cố ý làm cho Trương Hầu mắc cỡ bỏ ra đi, để em việc trình bày điều cơ mật. Em cứ nói. Thưa chị, với gánh rượu này em len lỏi vào địch quân, tìm biết chúng hiện đang bất đồng. Tào Quyên thì muốn an dân, trong khi mà Tắc lại sai mau người. Xin thêm là chúng đến nơi này, ngầm thăm dò lực lượng của ta,
rồi chúng sẽ ra tay diệt trừ. Tin tức thật là quý báu, ta mau vào trình báo tướng quân, để người sắp đặt kế mưu bảo toàn nghĩa cả sáng danh đền hùng. Cụ Đô Trinh và bà con họ ở lại bài lễ dỗ tổ, chúng tôi sẽ trở lại ngay. Tướng lĩnh, nè hỡi đồng bào, bằng bào nghe đây, giặc nó sắp tràn sang, trà lên tạp tục ngàn đầu, nhưng mà dù chúng ta phải chết cũng quyết không để cho giặc nó tự ý nó hoành hành nghe bà con. Đúng, nổi trong đồng làm lễ dỗ tổ. Được. Đó. Quân chém hết, đốt hết cho ta. Khoan, dừng lại. Mã Đồ Quý không nên. Tao quân thường ở đại bản danh ông đó bàn đi tính lại mãi, giờ tới đây ông còn ngăn cản nữa là nghĩa sao? Ngài có biết đây là đền thờ Hùng Dương chứ? Hùng Dương thì sao? Đối với cái bọn giao chỉ này, không chém, không giết thì không cai trị được chúng đâu. Thiên triều chiếm giao chỉ hàng trăm năm, chém giết không lúc nào ngưng, nhưng càng chém giết chúng nó càng nổi lên chống lại. Theo tôi nghĩ, mình có thể ngồi trên mình ngựa mà lấy cả thiên hạ, chứ không thể nào ngồi trên mình ngựa mà cai trị cả thiên hạ. Mã Đồ Quý, đối với cái bọn Mang Di này, ta phải rạc đầu chúng như rạc đầu ngựa, buộc mũi chúng y như là buộc mũi trâu, miệng chúng thành thần trâu ngựa là hay hơn cả. Bằng cách nào? Phép tắc của thiên triều bén nhọn hơn gươm giáo, đánh rắn ta phải đập đầu rắn. Đập đầu rắn? Ừ. Thi sách đâu? Thi sách đâu? Dạ. Dạ thưa ngài Đô Quý, dạ thi tướng quân đang ở trên miếu tổ. Dạ. Ở trên miếu tổ. Ngươi vào báo cho thi sách rằng có Mã Đồ Quý đến. Đi. Dạ xin tuân lệnh. Trong các người chỉ có một kẻ đã biết nói thôi sao? Thưa ngài, Khổng Phu Tử Quý Quốc có nói ngưu tập ngưu, mã tập mã. Gã Chương Hầu vừa tiếp chuyện với ngài thì cũng lẽ thường thôi. Hồn lão cố kịp đi ta qua ta. Chẳng hay Mã Đô Quý và Tào Quận Thừa đem quân tới đây có việc gì chăng? Ông thi sách đã có lệnh truyền cấm tụ tập đông người, sao ông không tuân lệnh vậy hả? Hẳn Mã Đô Quý và Tào Quận Thừa đã rõ dỗ tổ Hùng Dương là tục lễ ngàn đời. Nhưng các người nên nhớ, lệnh có thiên triều là trên hết. Mã Đô Quý, đất nước nào cũng có căn nguyên, dân tộc nào cũng có cội rễ, tình lý không thông là đổ dầu vào lửa. Nếu người dân của quý quốc bị người ta bắt quên đi, tổ tiên lăng miếu giống nồi, hoa khác khi sống kia tú cầm, rồi phải cúi đầu quỳ gối mãi ngay sao? Bọn các ngươi quả thật là to gan, dám chống lệnh ta còn lắm lời kêu căng. Tổ tiên giống nồi lăn miếng, ba ngạnh cơn cổ đôi co, tội ấy khó cho chúng tha giá trị. Mã Đô Quý, tâm nghĩ lại,
quốc tổ người Nam là hùng dương, việc thờ cúng lâu đời thành tục lệ. Tôi nghĩ ngài cũng nên dung thứ mà tỏ ra độ lượng khoan hồng. Hãy nghe đây, ta dung thứ cho lần này là lần thứ nhất với các người, cũng là lần sao cho biết không. Mã Đồ Quý, chúng ta mau quay gót trở về vì trời đã xế chiều và còn nhiều điều bàn bạc ở trong kinh. Thiên tử đã xuống lệnh thâu hết đồ đồng đồ sắt đem về Lạc Dương xây cung điện. Thế thì tại sao trống đồng này các ngươi chưa dâng nạp? Cả vùng này chỉ có chiếc trống đồng để tế trời đất dỗ tổ tiên, vậy mà các ông cũng muốn cướp luôn sao? Ồ, trống đẹp thật, to thật. Mã Đồ Quý, trên mặt trống có khắc hình chim lạc, biểu tượng cho dân Nam vỗ cánh bay cao, chiếc thuyền lướt sóng hiểm nguy, mặt trời chói lòa ánh sáng. Đẹp, đẹp thật. Đẹp. Quân, khiên trống đồng về dinh cho ta. Y lên. Không, không được. Không ai có quyền, không ai có quyền đụng đến báu vật của chúng tôi. Liệu cái mạng mục của nhà ngươi có giữ được hay không? Cha thi! Anh em đâu? Mã Đô Quý, đối với người dân của chúng tôi, sao ông thích dùng gươm giáo quá vậy? Nhưng mà Đô Quý thừa biết tiếng trống đồng không chỉ là nhịp tim của những người đang tập hợp ở đây đâu. Thì ra các ngươi muốn làm loạn à? Làm loạn hay không chính là do cách cư xử của Đô Quý đó. Ngươi muốn Mã Đô Quý, bớt nóng, bớt nóng. Thi đại nhân, ngài là một trang tuấn kiệt ở Châu Viên nên cư xử cho em. Có lý đâu rắc rối chuyện này, tô thái thú hết dạ với ông, xài tôi đến tận tư gia, tặng châu báu ngọc ngà, tỏ lòng thân thiện. Cảm ơn ngươi có lòng, nhưng trong đồng là vật thiên liền, không thể tự tiện hiến dâng. Nhưng giờ ta quyết lý cho bằng được, quân thiên tấm đồng về dinh. Không, ai muốn lấy trong đồng bước qua xác chết của ta? Ông hãy nhìn thái độ của mỗi người xem. Các người nên thỏa thuận đem trống đồng dâng nạp bằng cải lệnh ta, các người sẽ dùng mạng nơi đây sẽ biến thành bình địa. Bình địa. Hỡi đồng bào chấm họ. Dạ. Tổ tiên xưa khó nhọc mới đúc nên trống đồng, gọi hồn thiên đất nước, trống tiếng trống quái hùng, trống thúc cháu cài ruộng, trống gọi người đi săn, trống báo tin giặc dữ, trống kêu gọi quên mình. Đầu chưa rơi xuống đất, quyết bảo vệ trống đồng. Quyết bảo vệ trống đồng. Thì ra các ngươi muốn biến nơi đây trở thành biển lửa. Giá sĩ, hạ thái thú tôi. Thank you.
Tô Thái Thú. Ngài đến đúng lúc, chúng tôi đang tiến hành lễ dỗ tổ, không kịp tiếp nghinh xin miễn thứ. Cụ Đô Trinh, mời cụ hãy dục trống tế cáo cùng trời đất. Xin tuân lệnh. Bẩm Thái Thú, bọn chúng ưa ngạnh dương này, xin ngài cho phép tôi làm cỏ cái vùng này giá trị. Khoan, xin cụ hãy chờ giây lát. Phu tướng, Tô Thái Thú là người hiểu biết sâu rộng ở đây. Xin phu tướng cho thiếp được thưa chuyện, để tránh một sự đổ máu không đâu. Tô Thái Thú, chắc tôi thường nghe nói, điều gì hợp với đạo lý, dầu không ra lệnh, người ta vẫn làm. Điều gì trái với đạo lý, dầu có ra lệnh, người ta vẫn không làm. Nay các ông cậy vào gươm sắt giáo dài để ngăn cấm tập tục ngàn đời của chúng dân là trái với đạo lý đó. Đạo lý cũng thường đi đôi với gươm giáo. Chẳng lẽ thì phu nhân chẳng biết điều đó hay sao? Hơn 200 năm trước, Tần Thủy Hoàng có lẽ cũng đã nghĩ như thế. Xua 50 vạn quân xâm chiếm phương Nam, nhưng rồi cũng nếm mùi thảm bại. Ta hiểu ý thì phu nhân, nhưng lần đây thì không ai trứng mà chọi với đá. Chim cắt tuy bé cũng có thể chống nổi con diều hâu lớn. Quả cân tuy nhỏ cũng có thể nhấc bổng ngàn cân. Chim cắt quả cân đã biết thuận chiều đạo lý. Chúng tôi là tiểu quốc, các ngài là đại bang. Các ngài xua quân chiếm đóng đất này thì các ngài phải lên lấy nghĩa nhân mà đối xử với chúng tôi. Có thể mây mông không tất nước dở bờ, nhớ chuyện hàng đế ngày xưa, tranh nghiệp ba với hàng dương. Thường lo điều nghĩa nhân nên thắng rất dễ dàng, chuyện ghi trong sách sử nước ngài, sau ngài cũng học lấy cho thông. Sách sử cũng chép nhiều chương, gương sắc bao nhiêu cho ta càng nhiều quy lực. Phu nhân với kẻ ỷ thế kẻ quyền, ta không phân phải trái được đâu. Thi đại nhân, ông nên cẩn trọng lời hơn, nếu không máu dân sẽ chảy thành dòng. Nhưng giờ ta quyết lấy trống đồng, các người có nạp hay không? Không, không. Phu quân. Quân tốt gươm riêng tôi, kẻ nào ngăn cản chém hết, giết hết cho ta. Đây là Mã Đô Quý, chẳng lẽ ông quên rằng ở đây ai mới là thống soái? Tại sao ông lại dám qua mặt Tô Thái Thú? Tô Thái Thú tranh giành một chiếc trống đồng với dân đen thật không phải việc làm của một trang dũng tướng, lại còn khơi thêm ngọn lửa căm thù. Chắc tôi trộm nghĩ, làm điều nhân nghĩa vẫn hơn là ra lệnh cho máu chảy đầu rơi. Dân trăm họ sẽ tuân phục mà không nổi trống. Xin nguyện từ nay cất trống xếp dùi. Cất trống xếp dùi à! Người đàn bà này quả thật là ghê gớm.
thiên hạ đồn không sai đâu. Nếu mọi người đều được như thi của dân thì ta chẳng lo gì cả. Quân đâu? Nhớ nói giữ lấy lời lôi quân. Như vậy tại sao nàng không ra lệnh cho anh em nghĩa quân nổi trong đầu? Nàng có biết làm như vậy là làm mất hết nhuệ khí của nghĩa quân ta không? Nhà tôi đời đời sống bằng nghề rèn, 3 năm trước chỉ vì rèn con giáo đi rừng để phòng thú dữ, vậy mà cũng bị Mã Tắc khép tội và đóng dấu chữ trên trán này đây. Điều đó chắc tôi được biết, chúng đã dùng sắt đỏ in vào giữa trán và đóng bạn đã nướng sắt đỏ hơn để xoa dòng chữ ô nhục kia đi. Lửa lòng tội nóng hơn sắt đỏ, không còn biết thịt da bụng cháy. Hàng chữ đã trở thành vết hằn thù hận. Đêm ngày đẩy bước chân tôi đi lang thang như kẻ không nhà, hằng mong quên được đau buồn của kiếp người làm thân nô lệ. Thế mà nào có được đâu, nãy tôi liều thân chống giặc chứ không thể nào chịu nhục, thì tại sao lại ngăn cản không cho? Hay là vì sợ e thế giặc, không tin tưởng lòng vẫn đang phẫn hận. Nếu chuyện nào cũng gian xin ngài nghĩ, thì còn gì là thể diện của người nam? Dẫu cho ngày nay giữ được trong lòng, nỗi nhục này có nỗi nhục nào hơn? Nhục mất nước là nhục hơn tất cả trên đời. Xin hãy dằn lòng phu nhân bày tỏ thiệt hơn. Chắc tôi không phải là kẻ tham sanh quý tử, việc sống thác của riêng mình đã gác bỏ từ lâu. Nhưng sống hay chết cũng phải làm sao có lợi cho cả vạn dân Nam. Đang quằn quại bởi bọn xâm loạn, nhất thời không nén được hờn căm sẽ gây thảm họa đau lòng. Giặc bảo tàng đã phủ dây, mà ta thề sức yêu tay cô, chỉ một cần chiến khơi mà là tan tác cả quê hương. Chỉ bằng chúng ta nên nén và căm thù, rồi lo tích thảo đồn lương, giáo gươm quân sĩ luyện rèn, chờ cơ hội để dùng lên. Khi chưa dậy như hồ sâu gió lạnh, khi dùng lên như biển đá sóng cao. Toàn dân với sức mạnh căm thù, lo gì không đuổi được xâm lăng. Đông bản tôi xin khâm phục. Đông bản, nước đã mất thì tránh sao được nhục. Biết nuốt hờn căm làm sức mạnh, chính lúc này
ta nên nhớ lấy hờn căm. Phu tướng, giờ ta hãy tế cao cùng với tổ tiên, thề lấy máu mà rửa nhục. Phải, phu nhân nói phải, lấy máu mà rửa nhục. Hỡi đồng bào trăm họ, giặc Đông Hán đang xéo dày đất nước, nhục nào hơn bằng nhục nô lệ ngoại bang, thà chết mà đứng thẳng, không cam chịu sống quỳ. Đất nước Nam cẩm tú, người dân Nam anh hùng, trước đền thờ quốc tổ, thề hy sinh giết giặc cứu non sông. Giết giặc cứu non sông. Quận thừa, dạ em rất hân hạnh khi gặp được ngài ở đây à. Dạ. Ông có phải là chư hầu không? Dạ em đó. Có chuyện gì cơ mật tại sao không tới tận Trung Dinh? Dạ em sợ lân la tới dinh thám mã quân của Ti Sách để ý, cho nên em không dám tới, chờ ngài ở đây đó. Tốt lắm. Dạ. Có chuyện gì cứ nói ta nghe. Dạ cái chuyện này bí mật lắm, chỉ có mình em biết, em nói nhỏ nhỏ cho ngài nghe con thôi nha. Ừ. Chỉ có mình em nghe thôi. Chỉ có một mình người nghe dạ, thôi. Em biết. Ta không nghe gì hết, nói lớn lên. Ngài chưa nghe, em nói lại nha. Nói lại. Còn chuyện gì nữa không? Dạ hết rồi. Dạ dạ con, dạ con. Dạ thưa ngài, em muốn nói là trong cái đám người phản loạn kia không có em trong đó, vì em ngát như thỏ. Sau này có dẹp loạn chúng dân, xin nhớ em quan trường. Nếu như ông muốn giữ cái mạng già thì phải tuân hành lệnh ta. Dạ nếu được quan trên thâu dùng, thì thân này làm quyền mã cũng vui. Cửa trâu ta đâu có thiếu gì, chỉ cần ông làm nội ứng cho ta. Nè, tin tức loạn quân như thế nào, phải cấp báo liền chớ đơn sai. Dạ cái chuyện mà đưa tin, nhắn tin, báo tin là em dư sức làm. Dạ miễn là nên muốn đặt điều kiện với ta, ngắt cái đầu để xuống rồi hẳn nói. Dạ ngắt cái đầu xuống đứt cái sợi dây nói, làm sao nói được ngài. Cái miệng hại cái thân, thần khẩu hại xác phạm, biết chưa? Số ông làm tới quan đại thần, nhưng vì cái miệng nó kìm, nó hãm lại, coi chừng mất mạng đó. Nói như vậy, cái số em xưa được làm quan đại. Cái miệng nó hại cái thân. Em biết rồi, nói nhỏ thôi. Nè. Dạ. Ta là nhà địa lý tài ba, được hoàng đế phái theo Tô Thái Thú đến phương Nam. Dạ. Tìm trấn ém những ngôi đất Phát Dương để ngăn ngừa hậu quả. Dạ. Ta thấy ngôi đất của tổ phụ nhà ông nằm trong cái mạch Phát Văn Khôi. Hả? Nằm trong cái mạch Phát Văn Khôi. Cái miệng nó hơi có trung. Trời ơi, nằm trong cái mạch Phát Văn Khôi, cha mẹ ơi. Mừng thôi. Quân tôi ơi, em sẽ nhớ ngài suốt đời. Nếu em lỡ làm lớn em không bao giờ quên ngài. Em nói thiệt á.
Dạ thưa ngài. Dạ Phát Văn Khôi lại gì vậy ngài? Một chức quan lớn ở trong triều, cỡ như là thừa tướng. Cỡ như thừa tướng? Trời ơi, như vậy cái xưa tôi hề có tông nhỏ nó nhỏ. Ngài ơi, số em làm thừa tướng lận hả? Ừ. Ngài ơi, nhưng còn cái gì trục trặc không? Ngài nói nữa đi. Nè. Dạ. Nhưng cửa đền Hùng nó án ngữ, làm sao ông Phát Văn Khôi cho được? Như vậy em phải làm sao? Phải triệt hạ đền Hùng. Phải. Phải. Sợ lắm. Một mình ông làm sao mà làm nổi? Dạ không sợ đâu, dạ không sợ đâu. Sẽ có binh tướng của Thiên Triều giúp sức. Binh tướng của Thiên Triều? Chương Hầu. Dạ. Tới dinh ta đi, ở đây không thể nào nói chuyện cơ mật được. Dạ xin đội ơn ngài. Dạ chưa đi. Nhớ dạ. Tới dinh ta đi. Dạ em đội ơn ngài suốt đời. Ngài ơi, em đòi ơn ngài suốt đời. Cha mẹ ơi, số con sẽ làm thừa tướng. Rồi đây ai vào tay ta sẽ nát thay. Ai vào tay ta rượu sẽ nát. Rượu ngon đây. Rượu. Rượu ngon đây. Dạ. Chương Hầu, hôm nay ông gọi rượu, chắc là mật lưng muốn đầy, gan nhỏ muốn to rồi hả? Hồn lão, ta nói cho nàng biết, là chỉ nay mai ta làm thủ phủ di dân. Lệnh ta ban ra tất cả phải thi hành. Nếu muốn hưởng giàu sang phú quý thì phải dịu dàng ngon ngọt với ta. Nàng chẳng mất thân đâu. Rượu uống chưa mà ông có vẻ sai, hay là mộng quan quyền làm cho ông ngất ngay? Ta làm quan ta sẽ chọn nàng làm thứ tiếp. Nàng có ưng hay? Ông nói gì? Ông làm quan chứ sao? Thừa tướng lận á. Chào ông quan đàn chi địa. Trời ơi hổn nha. Rượu ngon đây. Đứng lại, đứng lại. Ta nói đảo nói, ai vào tay ta sẽ nát thay mà. Thì ra tự ông không muốn sống mà. Mời ông. Được. Xem đây. Ai đau quá nha. Con cái rượu ngon đây bà. Trời ơi, đàn bà con gái gì đâu mà giữ như quỷ. Cha mẹ tiêu rồi. Trăng lên cao, núi lên cao, núi trăng cùng một chí anh trăng soi vách núi in hình kim, núi dần dần trắng qua chiến bào, mây bay gió nổi ta muốn theo trăng lên đỉnh núi, ngồi trong đất nước dưới trời sao. Phu nhân. Phu quân. Phu nhân, đêm đã khuya, phu nhân vẫn còn chưa đi nghỉ sao? Mãi nhìn trăng đối bóng, thiếp liên tưởng tới chàng. Một thanh gươm yên ngựa dãy dùng, chịu gian khổ để gieo mầm hạnh phúc. Hạnh phúc. Phu nhân đứng giữa mê linh mà nàng còn nghĩ đến hạnh phúc, chắc hẳn không phải là thứ hạnh phúc bé nhỏ tầm thường. Phu quân, ta dọc ngang khắp miền rừng núi châu viên, cũng mang nặng một tình yêu tha thiết. Tình yêu ấy, một tình yêu bất diệt, yêu đồng bào, yêu tổ quốc quê hương, lòng mãi lo hạnh phúc của toàn dân, đâu
dám nghĩ đến tình riêng nhỏ bé. Ta nhớ lại những đêm dài không ngủ, nghe bên trời vẫn tiếng giả kêu sương, nhìn trăng khuya mà tất giả dân dương, nguồn lửa hận nâu nung bầu nhiệt huyết, khắc hai chữ diệt thù trên kiếm báo, quyết đáp bằng mỗi chướng ngại phong ba. Rồi do câu trên muôn dặm đường xa, hầu bao đám âm nhà nở. Trên muôn dặm quang hà chàng cất bước, tay cầm tay trăng in bóng chúng đôi. Rồi mai đây mỗi kẻ một phương trời, vui chiến đấu và cười trong gian khổ. Phúc ly biệt của tình chồng nghĩa vợ, lời dặn dò hai khắc cốt ghi tâm. Thù nào xấu hơn thù lũ xâm lăng, tình nào nặng hơn tình yêu đất nước. Phu nhân ơi, đôi phen ta muốn nói với nàng những lời thân yêu cho thỏa nỗi nhớ nhung sau những ngày xa vắng. Nhưng chợt nhớ đến quê hương đang đắm chìm trong cơn lửa loạn, nên những tiếng nói yêu thương bỗng thành ra muôn vàng tiếng căm hờn. Từ đó quê hương chìm ngập giữa điều tàn, trước thảm cảnh dầu sôi lửa đỏ, ta nghe lòng mình chan chứa vàng niềm thương. Ta thương từng mảnh đất quê hương, từng mãi la, từng cơm cây ngọn cỏ. Tương vàng xanh linh đầu rơi máu đổ, dưới gót giặc xâm lăng tàn bạo của quân thù. Còn nhớ một đêm trên đồi cao dưới ánh trăng sáng tỏ, cụ Đô Trinh có bảo với thiếp rằng: cứ nghĩ đến ngày giỗ tổ Hùng Vương năm trước là đêm đêm trằn trọc không tài nào nhắm mắt. Phu nhân ơi, ta đợi một ngày kia, dải đất mê linh sẽ góp lại từng tia lửa để thổi bừng lên ngọn lửa căm hờn. Ngọn lửa đấu tranh quét sạch lỗ tham tàn, trỗi ách nô dông bức xiềng nô lệ, để hãnh diện là dân tộc rồng tiên. Non nước thanh bình sẽ vang vọng khắp non sông, vàng hoa sẽ thắm lại tươi cười trước gió. Trong tiếng chim ca giữa buổi bình minh rạng rỡ, sẽ có tiếng đòi tìm thủ thủy chuyện tâm tình. Phu nhân, trong lúc khắp đất nước đang dùng lên dứt bỏ xích xiềng, thì niềm vui của vợ chồng mình là niềm vui chung của toàn thể dân Nam. Phu quân dạy rất phải. Ôi rừng núi mê linh hùng vĩ quá, núi trại mình đón đợi ánh trăng trong. Dặn đâu đây nhạc suối rền vang, như tiếng vọng của hồn thiên sông núi. Đường hành quân mịt mờ cát bụi, rợp bóng tinh kỳ theo gió ngựa đường xa. Bao
can qua trời Nam Giang dòng khúc ca thanh bình. Giờ ta gác lại bên mình tình cảm riêng tư để lắng nghe tiếng thét gọi lên đường. Gái trai sôi máu căm hờn, anh thép dập chờn bên anh lửa mê linh. Phu nhân, Đốc Bản. Chào chủ tướng, chào thi phu nhân. Đốc Bản, anh em trong hang núi thế nào? Bẩm, suốt ngày đêm tập luyện võ nghệ rèn gươm giáo. Được bao nhiêu rồi? 500 thanh gươm, 1000 ngọn giáo. Dân chúng quanh vùng bảo nhau phá lưỡi cày đem vào hang núi cho nghĩa quân rèn gươm giáo. Phá lưỡi cày rèn gươm giáo thì lấy gì để cày ruộng? Chủ tướng khỏi phải lo đâu, họ đã hạ những cây liêm già xuống, lấy gỗ đẽo lưỡi cày. Họ bảo có quét sạch bọn cướp nước đi thì thứ gì cũng có, lo gì thiếu sắt thiếu muối. Đúng, cứ giết sạch bọn cướp nước đi thì thứ gì ta cũng có. Đêm nay tôi đường đột phi ngựa về đây là do anh em cử tôi dâng lên chủ tướng đôi gươm báo. Dĩ quốc dông thân, gươm khắc lời tâm quyết. Dĩ quốc dông thân, ánh sáng mờ nhất nguyệt. Bẩm chủ tướng, thuở xưa Dĩ thành hoàng làng tôi là người sàng thánh gươm cho thánh dông đánh giặc ân. Nay chúng tôi nối nghiệp tiền nhẫn rèn đổi gươm bao, các lời tầm quyết hứa hẹn vì nước quên mình. Nay kinh dần lên như một quyết tâm xả thân cho đại nghĩa. Từ bấy lâu nay chúng tôi cắn răng đợi chờ cơ hội, nhưng giặc bạo tàn giết người qua lâm khắp nơi nơi. Điều đó chắc tôi được biết. Xin chủ tướng phất cờ khởi nghĩa, kịp cứu dân lành hoa cánh đầm than. Chúng tôi nguyện đứng ở hàng đầu dù đại mật phơi gian, dù có nát thân hay phải rơi đầu cũng chẳng từ nan. Ta cũng ngày điểm xót xa bầm gan tím ruột, ý chí của anh em hào kiệt ta càng thấm thía hơn. Nhưng dưới trời sương thức chọn canh trường là tính chuyện khởi bình, quét sạch lỗ xâm lăng cho muôn nhà an cư lạc nghiệp. Nhưng phải làm sao cho toàn dân trên dưới một lòng, như nhiều ngọn suối nhỏ tuôn dòng thành mạch sông to, như nhiều cây thành rừng sâu bao rừng thêm sức mạnh. Việt Nam mới thành mới mong cứu được nước được dân. Phu nhân, ta sẽ cùng Đông Bản đi ngay Châu Viên để đích thân ta đốc thúc việc rèn gươm giáo và luyện võ nghệ. Tôi xin phép vào trong thu xếp hành trang. Chào chủ tướng, chào thi phu nhân. Phu nhân, xin phu quân cứ dạy. Tình thế như dầu sôi lửa đỏ, ta chỉ sợ giáo gươm rèn chưa kịp đủ thì phải đương đầu với giặc rồi. Phu quân, sức ta yếu nhưng lòng dân ta đáng phẫn hận. Lấy giáo thù giết giặc, ta sẽ lớn mạnh giữa phong ba, lo gì không đủ gươm giáo. Phu nhân, phu nhân nói phải. Nếu được tin từ núi Đông sông Mã đem quân về tụ nghĩa thì nàng hãy mau cấp báo đến Châu Viên để ta kịp dây binh. Xin ghi nhớ lời phu tướng. Phu nhân, nàng cũng vào trong nghỉ sớm, kẻo cảm lạnh vì núi rừng đêm.
quân đi đường nên cẩn trọng. Phu nhân, lúc nào chia tay, phu nhân cũng nhắc ta câu đó. Phu quân, sắc son một gia đình ơn nước, muôn dặm đường trường gió ngựa tung. Gương bao khắc sâu lời nguyện ước nga, quên mình rửa sạch mối thù chung. Trong giây phút chia tay, tim nguyện ghi lời thề. Nhưng có nhau kề vai trong chinh chiến, vô muôn đắng cay chi sờn. Bầu trời nam u tối, quân thù gieo bao tàn. Ta chưa riêng đâu đành lòng đem máu xương cùng muôn dân tranh đấu. Ngày về Vinh Quang. Phu nhân, đường sương gió dặn trời áo ấm hơn tiếp. Phu nhân, đi đường nên cẩn trọng. Tạm biệt. Phu quân, phu quân. Phu quân. Chị nàng tía, nàng về đây rồi quẳng gánh rượu đâu rồi? Có chuyện chi mà trông chừng em vội vã? Em về báo tin chị biết. Em nói chị nghe đi. Dạ, tôi định đi đâu đều mang theo đau khổ và bắt dân lành chém giết để thị quy. Tào Quyên thì rêu rao, cái răng hay gãy vì nó cứng, cái lưỡi sở dĩ còn vì nó mềm. Tôi định chê Tào Quyên là hủ nho vô dụng, Tào Quyên biệt thị tôi định là hạng người rất mực tham lam, gặp gì cũng dơ dét, không hiểu việc trị dân ngoài cô. Chúng không nhường nhịn lẫn nhau, với ta có lợi vô cùng. Ta sẽ chú ý đến điểm này, nhằm làm yêu thế xâm lăng. Dạ, Mã Tắc Hiền cùng Tô Định hầm hở kéo tới Mê Linh. Chúng đi với dụng ý rõ ràng, thăm dò doanh trại chúng ta. Vì tin phải bao kịp thời nên về mà thiếu rượu ngon. Vì thế nào nói tin đồng có tiếng, tin tự nói đông sung mà. Nhật nam cũng chân điều nói
đồ xối xuống, nhưng phải chờ họp cô châu viên và cả bên cánh viên hà, bác nàng sẽ tụ nghĩa cùng ta. Người bên cạnh ấy đến rồi, đang chờ gặp chị đây. À, người của bác nàng đã tới rồi à? Dạ. Như vậy thì hay lắm, chị phải đi gặp họ. Ôi, không may rồi, không may rồi, không may rồi. Không may rồi. Có chuyện gì ông Chương Hầu? Ôi, dân tình nhốn nháo. Hả, dân nhốn nháo hay là ông nhốn nháo? Chị mới đây thôi, bọn chúng đã bắt hàng trăm người đem ra chém tước thành Châu Viên. Họ bị giết, mà ông kể lại bằng một giọng thẳng nhiên, như không dây mơ rễ má gì. Ở đây nói chuyện với ông, tôi tức chết đi được. Thấy là sợ rồi. Trời ơi, kiếp trước tôi ngược đãi phụ nữ hay sao? Kiếp này gặp phụ nữ cứ bị giặt hoài, riết rồi cũng lì đòn hay sao? Bà Trân Nhĩ à, tôi nói cho bà biết nha, chim muốn bay cao thì phải có cánh dài xương cứng. Thử hỏi có sức của ta như vậy thì làm sao chống lại bọn chúng được chứ? Bà còn chỉ sợ không có cách đó. Lính của giặc hả, nhiều như là hổ dữ vậy. Gươm giáo của giặc hả, nhiều như là rừng tre, thành trì vững như là núi đá vậy. Không tự liệu sức mình, chẳng khác nào đem trứng mà chọi vô đá. Mình không ở gươm sắc giáo dài, mình ở lòng người biết cùng nhau gắn bó. Gắn cái gì mà bụi bay mù mịt vậy trời? Làm như chết rồi, chết rồi. Thái thú Tô Định á, đem cái đại binh tới đó mà ở chỗ đó mà chống đi. Còn tôi hả, không dám, tôi dọn cho chắc cối đi. Nhị em, em mới cùng vị Thánh Thiên, em kính các lộ quân chứ nên manh động nha. Chị Lâm đây. Tô Thái Thú có việc gì cần truyền bảo chăng? Bản chức tuần thú đi ngang qua đây, thì sách đâu? Phu quân tôi vừa đưa các gia nhân đi săn. Ở vùng nào hay tận Châu Viên? Điều đó tôi không được rõ, vì sắp đến kỳ hạn nạp sừng tê ngà voi. Nếu không vào rừng sâu lên núi cao săn bắn, thì lấy gì để phục mệnh với thiên triều? À. Thì sách là người biết kính trời sợ mệnh. Mùa xuân năm ngoái đã xảy ra việc tranh chấp trong đồng, thật là đáng trách. Nhưng mai sau đó thì sách đem vàng bạc thay thế trong đồng, tỏ lòng quý mến thiên triều, cũng đang thương nên bổn chức lấy lượng khoan hồng nhiêu dung tha cho mọi tội. Mọi người đều nhớ ơn của Thái Thú, nhưng nhớ cai trị là có ban ơn, là có gia quy, mọi tái phạm đều biết nghiêm trị. Cấp bao, cấp bao. Dạ dạ dạ. Dạ bẩm, những tên tội phạm Thái Thú chỉ mang theo để chém thị quy đã bỏ trốn, chúng tôi chỉ bắt lại được vài đứa. Đồ vô dụng. Dạ. Phải tìm cho đủ số. Dạ. Bằng không thì đầu của nhà ngươi phải thay vào đó. Dạ. Biết chưa? Dạ. Đi. Tuân lệnh. Còn dạ. Không cần đuổi theo nữa, đem chém những đứa còn lại, đem đầu vào đây cho ta. Tuân lệnh. Khoan, trước khi chém, xin hỏi Thái Thú, những người đó có tội tình gì? Tội gì nhỉ? Ở cõi giao chỉ này, thiên triều đã cắt đặt các chức quan trong coi mọi hiệp. Tống Tao thì giữ việc bất nghệ,
bát tài thì giữ việc tiền tệ, thiết quan trông coi về sắt, diêm quan trông coi về muối. Mọi sự nó có chính lĩnh ban hành. Thế mà nay lũ dân đen chống lĩnh nạp ngà voi, lệnh của ta chúng cũng chẳng tuân hành. Tội đã nặng lại còn bỏ trốn, ta phải chém đầu cho chúng biết tay. Luật thuyên triều mới nghiệp mình. Thái thú, hình luật e có quá đáng chăng? Trong khi dân lành che sông khắp nơi nơi, nhiều khi chưa nghe biết lệnh truyền, mỗi lúc mỗi giết rồi ai ở với ông? Tô Thái thú, xin ngài hãy tha cho những người vô tội đó. Bà có gì để đổi mạng cho chúng không? Mã Đồ Quý, cao lên! Chúng tôi có chiếc ngà voi thật quý, xin đưa thê mạng cho họ được chăng? Ngà voi quý? Vâng. Được, đưa ta xem. Xin hãy chờ giây lát. Trân Nhị. Dạ. Không, đây là con ác thú từng giết hại dân. Sao chỉ có một chiếc vậy? Khi bị tên độc xuyên ốc, voi lao đầu vào vách đá, bị quật gãy mất một chiếc ngà. Đáng tiếc thật. Nhưng ai đã bắn tên đồng xuyên ốc voi? Lúc đó có nhiều người bắn nên không rõ là ai. Tài bắn này có thể sánh với Dưỡng Vô Cơ nước Sở đây. Từ xưa người Nam đã thạo nghề cung nỏ, có nhiều cánh nỏ cứng, phải dùng chân đạp vào cánh nỏ để mà bắn tên. 10 mũi tên đồng phóng ra cùng một lúc, Triệu Đà đã khiếp sợ những cánh nỏ thần kỳ ở Cổ Loa Thành. Bẩm Thái thú, nghe đồn bọn giao chỉ có việc tài bắn truyền tên cho nhau mỗi khi đi săn thú hết tên, bằng cách người sau bắn vào búi tóc của người đi trước. Bắn vào búi tóc truyền tên cho nhau, đó là tuyệt kỹ của nghề cung nọ đây Đô Quy. Thì phu nhân có thể trổ tài cho bản chức xem được không? Chắc tôi nào có tài cán chi đâu. Không tài cán? Không tài cán, chẳng lẽ đó là cái lời thiên hạ đồn nhảm hay sao? Mã Đô Quý. Dạ. Tài thiện xạ của Đô Quý có thể bắn tên xuyên qua búi tóc hay không? Thẩm Thái thú, tôi đã bắn thì phải trúng vào sọ, vào tim. Tên đã bay ra phải có một mạng người gục ngã. Trong các người có ai, có ai dám thì bắn với ta không? Có không? Chúng tôi không thể bì với Đô Quý được. Nhắm trái chính trên cây kia mà bắn, không chết ai đâu mà sợ. Bắn đi. Bọn họ như thế này thì làm sao đi săn thú được? Có ai không? Có ai dám thi bắn với ta không? Có không? Có tôi.
trao cung tên cho chị. Nhị em, đừng háo thắng. Em đã nhắm kỹ mục tiêu chưa? Thưa chị, em sẽ nhắm kỹ. Đã bắn thì phải trúng. Em hiểu chưa? Dừng, em hiểu. Tất rồi, tất rồi, tất rồi. Bậy đâu? Đưa cung tiễn cho ta. Coi ta bắn nè, coi ta bắn đây nè, coi nè. Trúng rồi, trúng rồi. Thôi, như thế cũng đủ lắm rồi. Thì phu nhân, ta đã hiểu hết, ta đã hiểu tất cả hết rồi. Mã đồ quý, chào lệnh. Thả các tội phạm ra đi. Thủ lĩnh, thi phu nhân, khi thi sắp về hãy bảo đến Liên Lâu Thành nghe lệnh. Sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ tới thành Liên Lâu. À, đây đâu, khiến ngà voi về dinh cho ta. Hãy thu hồi thu. Phải là những trái chín ở trên cành, mà là kẻ thù xấu độc kia. Đúng, khi hổ sắp dồ mồi, hổ thường thu mình lại. Ta cũng vậy, kế sách tới đỉnh rồi thì phải nên kín đáo, không để cho giặc biết được một mảy may. Nén giận nhỏ làm nên việc lớn, dựng tay chèo quá vực thẳm sông sâu, lui một bước đuổi giặc thù vạn dặm, dựng cơ đồ nước viết dài lâu. Chí khí và đức độ đó thuộc không uổng Lê Chân tôi bấy lâu nay ngưỡng mộ. Lê Chân, Lê Chân, trăn
nữ kiệt của vùng biển An Biên đã từng làm cho quân thù khiếp vía đây sao? Chị em tôi hằng mong đợi Lê Chân về tụ nghĩa. Có chị, đội ngũ nghĩa quân ta sẽ lớn mạnh biết bao. Mời chị. Từ xuân năm trước, em đã nghe tiếng trống đồng tập hợp nghĩa binh, nhưng mãi đến hôm nay chưa có hợp giấy quân để mọi người cùng tham dự. Ôi cuộc đổi đời như hoa lá vào xuân, đợi chờ cả mỗi bọn trong giặc tiên tới hung hăng, dèo tàn tốc đầy mọi nơi. Chiên con mất cha vợ phải xa chồng, người chết mồ quán nhà lạnh, người sống từng thổ vận hàng. Nén chặt tâm cù quyết đứng lên, phần em cũng như hai chị, thà chết với định quân còn hơn cúi đầu chịu nhục mà lòng bức rứt xót xa. Kẻ thù mạnh hơn ta gấp bội, nhưng ta nào có sợ chung đâu. Nước Nam ta lưng giữa núi cao, mắt nhìn biển rộng, sẽ lớn nhanh như sức thần phù động, như tảng viên sừng sững trước phong ba. Gươm giáo quân thù sẽ nát dụng dưới chân ta. Cấp báo, cấp báo! Chị! Nàng tía! Chị, em dân lệnh đi dò thám Châu Chiên, gần đến thành Hạ thì được tin giặc tràn vào cướp phá. Chúng giết người thay chất giọng như rã tiên quang, thang giang động bốn phương trời. Thế bên như lửa cháy ngang mài, vì quyết lòng cứu dân mà đoàn người của thi tướng quân xa vào dòng dây của giặc. Trời ơi, bên ta sức cô thê yêu, nên nhiều nghĩa sĩ đã hy sinh. Lại còn e cho thi tướng quân, một mình rồi đây cũng khó bề vượt thoát. Thi phu nhân, đồng bạn đây, còn thi tướng quân đâu? Thành Châu Viên đã mất, đồng bạn tôi tội đành than không bảo vệ được thi tướng quân thoát khỏi cảnh sơ đầu. Sự thế như thế nào? Muôn sự đều do nơi ở tương hầu. Thắng hèn nhát bị tàu nguyện mua chuộc, nửa đêm len vào đốt chạy của quân ta. Giữa ngọn lửa bốc cao, thi tướng quân một mình tả sông hữu đột, chém giết đầu thù như là. Nhưng chẳng may nữa của người chúng tên Nga Quỳ, anh hùng mã lộ đành chịu xa cơ. Nỗi niềm riêng ai giấu được ai đâu. Trong tình riêng và trong nghĩa cả sơ kia, việc cứu người không dám bận lòng chủ tướng. Dưới tư cách một nghĩa binh dưới trướng, kính xin chủ tướng cho nhị tôi nhận lãnh trận tấn công đầu. Tôi sẽ một mình một ngựa đến thành Châu Viên để giải cứu cho người. Chủ tướng, để chủ tướng an tâm bàn định kế mưu,
báo tòa sự nghiệp của dân Nam. Xin thầy phụ nhân hãy nắm quyền thống soái, phất cầu nương tử, hại thì tướng quân trả thù nhà đồng nợ nước. Chủ tướng, Lê Chân, Lê Chân đợi lệnh. Lê Chân kiểm điểm chiến thuyền chờ xuất phát. Tuân lệnh. Thánh Thiên. Dạ. Thánh Thiên lo việc dẫn lương. Xin tuân lệnh. Nàng Tía. Dạ. Nàng Tía lo bám sát địch tình tại Liên Lâu. Xin tuân lệnh. Trưng Nhị. Dạ. Trưng Nhị sẵn sàng cho đàn voi xung trận. Tuân lệnh. Đông Bản lo rịch vết thương ở lại Trung Dinh. Tuân lệnh. Bẩm chủ tướng, còn chẳng lẽ già này lại vô dụng lắm sao? Toán nghĩa quân luyện võ nghệ vẫn cần có cụ diều dắt. Tuân lệnh chủ tướng. Người người mau chuẩn bị gấp rút xuất quân. Xin tuân lệnh. Dĩ quốc, dòng thần ba quân cất bước, hãy tiếp ra lệnh cho chính mình mau bay đến với chàng. Thềm đá, thềm đá sau mà giá lạnh, gốc đá sau mà cô đơn. Có lúc nào bằng lúc này, tay chân khiếp bối rối rụng rời. Chàng ơi, xin chàng hãy lau đi cho tiếp những giọt nước mắt đau thương. Để cánh tay này nắm chặt chuôi gươm, dĩ quốc dòng thân, dĩ
vừa đưa tin đại thắng, lại có tin thắng trận nữa à? Hay lắm. Hỡi các anh em nghĩa sĩ, tất cả hãy lui. Dạ, tin thắng trận làm tôi mừng quá, ngày càng thêm vững chí. Chủ tướng quả là một anh thư, có một không hai, đã trọn thành đa hỷ cương. Đánh cho nát tan quân giặc, sửa bớt hận cho đồng bào. Ta ra quân chỉ mấy trận mà đã dùng mưa chiếm lại trọn cả vùng đất Thánh Mê Linh, rồi âm thầm đưa quân tiến tới sát phạt quân thù mà chúng vẫn không hay. Nhưng có chuyện này tôi muốn hỏi cùng ai, không biết sao chủ trương truyền lệnh bảo tôi đưa các thuyền bè đến đây, rồi lại bảo đem dấu gọn một nơi. Tiến thoái là bí mật quân cơ, tôi nào dám hỏi hàng chi. Lễ chân sang trí hơn người, lo gì ta không được thành công. Chủ tướng, ở đây chỉ có mấy chị em, đừng lễ nghi thái quá mà mất đi tình thân mật. Huống chi ai lại không biết Lê Chân là con giao long có trọn vùng biển An Biên. Cảm ơn chủ tướng quá khen, nhưng tôi tài ngang dọc đó sắp được tung hoành trên mặt sông Dâu sông Đuôn. Chủ tướng dự liệu sáng suốt, Lê Chân này không phải lo gì nữa. Bẩm chủ tướng, Tào Quyên dẫn sắp tới, nói là có việc cần gặp chủ tướng. Tào Quyên, Tào Quyên đến ắt là để dụ hàng. Phiền Lê Chân đi truyền báo khắp nơi đề phòng địch quân cướp trại. Tuân lệnh. Trương Nhị. Dạ. Dẫn Tào Nguyên đến đây. Tuân lệnh. Nàng tía, còn dạ, chuyện gì hãy nói cho chị nghe đi. Dạ, sau trận đại bại ở Mê Linh và Đa Hy Cương, tôi định bỏ đồn lũy nhỏ, cố thủ Liên Lâu. Cố thủ Liên Lâu? Chúng đang chờ diện binh đó. Trên núi chè quân địch ra sao? Một đạo quân lớn án ngữ đường tiến của ta. Còn về mạng sông Dâu, chỉ có một toán quân nhỏ. Chỉ có một toán quân nhỏ. Thì ra chúng xem sông Dâu như hào sâu khó bề vượt qua. Chúng đóng ngay trên bờ sông Dâu chứ? Dạ không. Kìa, sao em lại khóc? Bởi chúng đóng sát thành, nhưng dân quanh vùng vẫn không làm ăn yên ổn được. Bọn giặc thường ra cướp phá các làng, biến thôn trang thành đau thương tan tóc. Những ngày vui như mà hồi trước kia chỉ còn là ký ức. Trong những đêm sương dài mênh mông lạnh lạnh anh trăng ta. Thật tội cho đồng bào ta, làng Dâu làng Kéo đã bị chúng đốt sạch nhà. Chúng muốn đồng bào ta chạy vào Liên Lâu làm bia cho chúng, hoặc bỏ ruộng vườn lẫn tranh ra xa. Chúng có làm cho có khoảng cách ngăn, vậy ta mất cái giữa đồng bào tiên đánh chung. Ôi trăm cái ngàn đáng quá mưu toan của giặc bảo vệ Liên Lâu thành. Hành động của chúng không làm ta lo ngại, chỉ thương là thương cho muôn vàn dân lành. Những Liên Lâu thành xây bằng khối căm thù, thịt tử lửa căm thù sẽ đốt cháy tan sầu huyết giặc. Từ cổ loa thành ngàn năm di hận, xin gửi đến đồng bào lời thăm hỏi thương yêu. Khi nào trời Mê Linh còn muốn giảng gì sao, thì còn muốn triệu con tim bừng máu hận.
vượt gian khổ quyết hoàn thành sứ mạng, hận nước thù nhà triều nắng quằn dây, châu viên trống báo cờ bay, mê linh rộng rịp đợi ngày xuất quân, gươm thề nguyện với non sông, đồng lòng em chỉ tiến công diệt thù. Dạ, sứ vật đã được đưa tới. Cho sứ vật vào. Chào chủ tướng. Em đi. Quỳ xuống. Hai nước giao tranh không ai có quyền giết sứ. Ngươi là giặc chứ không phải là sứ. Quỳ. Quỳ. Mở khăn bịt mắt cho hắn. Tào Quyền, ngươi hãy nhìn có biết ai đi không? Thi phu nhân. Không, phải gọi là chủ tướng. Chủ tướng, chủ tướng. Tào Quyền, ngươi có việc gì cần gặp ta? Thái thú tôi có thư gửi cho chủ tướng. Nhị em. Dạ. Đọc thư cho chị nghe đi. Này, ngươi dám khởi binh gây hấn, dám động đến thiên triều, binh trời sẽ thảo phạt. Chồng ngươi là thi sách đang ở trong tay ta, nếu ngươi biết khôn, cởi giáo quy hàng. Ta sẽ truyền tha chết cho chồng ngươi, trở về đoàn tụ. Ngược bằng trái ý, thiên trời sẽ thảo phạt. Sống thác hai đường, ngươi nên chọn một. Chọn một. Chọn một. Tào Quyên, hãy cho ngươi dám đến quân môn dùng lời sàm ngôn. Xin xét rõ trước sau, vậy ngươi phải trình tâu. Chồng ta giờ sống chết ra sao, bị các ngươi giam giữ nơi đâu? Quý sinh cùng chủ tướng hãy thương xót dân lành, lấy cái điều nhân nghĩa cho đất nước khỏi điêu tàn. Thì tướng quân hiện giờ ở trong dinh đã bằng lòng giải giáp lui binh. Hãy cho ngươi dám đặt điều vô sĩ, cả gan xúc phạm đến chồng ta, nghĩa quân giá chém đầu. Dạ. Tội tài trời không thể dung tha. Ý đến. Dạ quan, dạ quan. Quan Tào tôi đây mới vừa nói qua, thì tướng quân làm nàng rất giữ gìn khi tiết, làm điên đầu thái thú nên bảo tôi đánh liều tìm cho gặp chủ tướng. Với thì giọng ảo quyền cố làm sao đổi trắng thành đen, xin khai ngay tùy tiện giết tha. Có vậy chứ. Dạ. Đứng lên. Đội ơn chủ tướng. Cho ngươi ngồi. Dạ. Đội ơn chủ tướng. Tô định mượn tay nghĩa quân để giết ngươi, ngươi có biết không? Dạ biết. Nhưng Tào tôi tin chắc rằng chủ tướng sẽ không dám giết tôi, vì chủ tướng đã biết rõ thâm ý của Tô định. Ngươi muốn nói Tô định sẽ giết thi tướng quân để trả thù cho ngươi chăng? Dạ không. Tô định mượn tay nghĩa quân giết tôi thì làm sao hắn trả thù cho tôi được? Nhưng nếu tôi bị giết thì hắn sẽ có cớ mà giết thi tướng quân. Lúc đó chủ tướng sẽ bị ba quân tướng sĩ cho rằng chủ tướng là một người vợ mà không có tình có nghĩa với chồng. Biết vậy nên tha chết cho ngươi thì có sao đâu. Nhưng ta chỉ ngại rằng Mã Tắc sẽ không tha cho ngươi. Mã Tắc. Thưa chị, báo sứ vừa về cho biết chuyện chị sắc phong với lời hứa cống nạp thiên triều nhiều hơn số ngọc ngà hơn trước, mà Tô Định thâu nhiều nạp ít,
vẫn chưa được chấp thuận. Im. Chuyện cơ mật. Cơ. Tào Nguyên. Dạ. Dầu cho bên chánh quốc sắp có thay đổi lớn, để đưa Mã Tắc thế quyền Tô Định, thì ta cũng quét sạch chung ra khỏi cõi bờ. Nay ta tạm tha cho ngươi, để ngươi về nói lại với Tô Định rằng, nếu hắn muốn tranh bại vong thì phải thả thi tướng quân và rút binh mã lui về nước. Chị. Đội ơn chủ tướng. Một mình ngươi không thoát khỏi nơi đây đâu. Nghĩa quân, bịt mắt hắn lại, đưa hắn đi. Không thể tha chết cho Tào Nguyên được. Bận việc quân cơ lâu ngày, chị em mình ít có dịp hàn huyên. Chị cảm thấy thiếu sót với em và không trọn lời dặn dò của mẹ trước phút lâm chung. Chị, cha mẹ ta đã qua đời, chị em ta phải nương nhau mà sống. Nếu chị là hình thì em là bóng, thì tướng quân đối với em tình như ruột thịt. Khi mà nắm trong tay kẻ đã hại người ở Nghĩa, chị tha đi Nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Em thắc mắc lắm phải không? Vì em muốn trọn đời được tôn thờ chị. Chị cảm ơn em, cảm ơn em đã dành cho chị tấm lòng yêu kính đó. Càng cảm ơn em đã giữ trọn căm thù kẻ đã gia hại thiên tướng quân. Đổi lại là em thì chị cũng thế thôi. Hay chỉ là một người khác thì Tào Nguyên phải bị ăn tươi nuốt sống. Chị sẽ lóc thịt kẻ thù do tiếng cười ngao nghệ lẫn trong tiếng gọi thi tướng quân. Thi tướng quân rơi suối lệ tuôn trào. Nhưng chỉ thả Tào Nguyên có phải đâu vì hành động sai lầm. Đó là chỉ muốn gieo mầm chia rẽ, gây sự nghi ngờ trong hàng ngũ địch quân, và cũng để kéo dài sự sống của thi tướng quân, cùng giảm bớt phần nào xương máu của các nghĩa quân đang sẵn sàng chiến đấu trước làn tên mũi đạn của quân. Chị vẫn thương em thương chồng, sao nghĩ đến sinh mạng bao người như thế sao? Ôi em vừa thốt ra những câu ngớ ngẩn mà quên đây là chị em yêu mến. Từng số đô với chị, đến khi biết được đời chị toàn sống cho em. Nay chỉ vì kẻ thù mà em vội quên đi tất cả. Nếu không nhờ chị tha bài giải thì giảm sự kính yêu thì tội nghiệp nào.
đâu bằng. Các bậc làm cha mẹ vẫn có thói quen không xem con mình lớn, thì dưới mắt chị em vẫn còn trẻ dậy ngây thơ. Giờ này em đã hiểu chị hay chưa? Khóc nữa đi em cho mắt ngời bóng nước, và lòng ngực chị vẫn là tấm khăn lao lệ cho đứa em yêu như từ bao giờ. Vì những hy sinh thắt xe lòng chị đến giờ này em mới hiểu, em có lỗi đã không biết xóa chi cùng chi lại còn gây điều phiền không đâu. Đừng khóc nữa, vào nghỉ đi em. Cụ Đô Trinh, dạ. Giờ này cụ vẫn chưa đi nghỉ sao? Dạ bẩm chủ tướng, chủ tướng chưa đi nghỉ cho nên già muốn thưa với chủ tướng một việc. Mời cụ. Dạ thưa chủ tướng, chân thành Cổ Loa vừa mang đến tặng cho chủ tướng bình trà. Bình trà? Thưa dân và 5.000 mũi tên đồng. 5.000 mũi tên đồng? Dạ. Ôi quý quá, ta sắp tấn công giặc mà lại có thêm tên đồng. Quân giặc sẽ được nêm tài cũng nỏ của dân ta. Dạ thưa chủ tướng, các mũi tên này đã được chôn sâu dưới đất cách đây 200 năm từ vị vua An Dương Vương thất thủ Cổ Loa. Bình trà này là của An Dương Vương, còn tên đồng này là của Cao Lỗ năm xưa, đã từng khiến cho cha con Triệu Đà khiếp sợ. Khi trao tặng bình trà, các bộ lão có việc dặn bảo rằng người xưa thà ngọc nát vàng tan, chứ quyết không để cho quân thù lợi dụng mãi mãi. Thà ngọc nát vàng tan, chứ quyết không để cho giặc lợi dụng mãi mãi. Một nàng Mỹ Châu nặng tình chồng nghĩa vợ, để cơ đồ thục đế với chìm sâu với đáy giếng Cổ Loa này. Ta giúp Thanh Đông cùng bình phản thương nhân, đêm nay dưới dành trăng khuyết, chủ tướng hay ngồi trên thềm đá có cung điểm ngày nào một thời gian bóng mà ôn cố tri tâm. Bẩm chủ tướng, nàng tía vừa đưa bản đồ chỉ được đi từ Cổ Loa đến thành Điện Lâu, xin dâng lên chủ tướng. Mời. Đồng bạn, bẩm chủ tướng, đây là nền cung điện của An Dương Vương, phía này làng Dâu, làng Keo, đây là làng Phù Động. Bản đồ được chuyển về bằng cách nào? Bẩm, một nghĩa binh đi đọc dọc theo bờ sông Đuống và cho biết đường từ đây đến đó không có một đồn giặc nào. Ha, ta che giấu chiến thuyền nên chúng không phòng bị mặt sông. Dạ thưa chủ tướng, nếu như mà chúng ta tấn công thì e nguy hại đến tính mạng của thủy tướng quân. Thưa chủ tướng, tấn công là phải tấn công rồi, nhưng cụ Đô Trinh lo cho sự an nguy của thi tướng quân quả là đúng lắm. Dạ bẩm chủ tướng, theo ý của lão, nếu như mà muốn tấn công phải có người làm nội ứng ở bên trong. Thưa chủ tướng, nếu như chủ tướng thuận lòng, lão xin vào trại giặc để tra hàng. Cụ Đô Trinh, cụ đã vì nghĩa cả chẳng ngại hy sinh, chắc tôi xin cảm tạ. Dạ. Nhưng kế sách đó ta không thể nào theo được. Sao vậy chủ tướng? Nghe tin hàng giặc nghĩa lớn đã mất, phu quân tôi sẽ tự sát chứ không bao giờ chịu nhục. Nhưng chủ tướng, ta trả hàng chứ đâu phải là đầu hàng. Giặc sâu hiểm lắm, ta trả hàng không nạp khí giới tất chúng chẳng tin, nạp khí giới chưa chắc gì cứu được phu quân tôi,
mà chắc chắn rằng lòng bá quân sẽ xao xuyến. Xin cảm ơn nhị vị đã có lòng đối tượng đến thi tướng quân. Nhưng ở mặt trước nhử giặc hay mặt sau đánh úp thành đều quan trọng như nhau và cũng không kém phần nguy hiểm. Cụ Đô Trinh, dạ, trắc tôi nhờ cụ cùng với trắc tôi lãnh phần tiến ra phía trước. Xin tuân lệnh. Đông Bản, dạ, Đông Bản hãy cùng với Lê Chân cởi chiến thuyền âm thầm tiến đánh mặt sau. Xin tuân lệnh. Trấn Nhị, dạ, truyền lệnh xuất binh. Tuân lệnh. Hỏi các anh em nghĩa sĩ, truyền lệnh xuất binh. Ok à, ông ta vẫn thừa. Dạ. Ông còn sống nữa à, ta có lời chúc mừng cho ông đó. Cảm ơn thái thú. Chắc có lẽ ông đã đem ba tấc lưỡi làm tròn chuyện quốc gia đại sự chứ gì. Bẩm thái thú, Trưng Trắc biết ghìm lòng giận dữ, nén sự đau thương, trí sáng như mặt trời mặt trăng. Con người như vậy quá đáng sợ. Ta biết Trưng Trắc cũng khôn khéo lắm, nhưng đối với ta, ta vẫn coi bọn chúng như là lũ chòm ông lũ kiến. Tào Quân thừa, dạ, ông đã được chúng tha chết chưa gì, ông đã ca tụng chúng rồi. Thái thú, tôi biết ngài vốn chẳng tin tôi, nhưng buộc lòng tôi phải nói, để không hổ chức quận thừa mà triều đình đã quy thác. Ông làm như một mình ông có chức vậy. Tôi không trách ngài đã phái tôi đi vào hang hùng cho hùng nó giết, nhưng giờ có chuyến đi này mà tôi như người mù sáng mắt. Ông sáng mắt để rồi ông nhét nhúa hơn, chưa gì đã đưa Trưng Trắc lên thờ. Thái thú ơi là thái thú, ông đã bị hạ bệ rồi mà tắc sẽ lên thay thế trong nay mày. Trưng Trắc biết tin nên vội vã tiến binh. Ông nói như vậy mà ông lấy chi để làm bàn? Mã tắc xin với triều đình để thay thế ông. Thật vậy không? Có thể lắm, có thể lắm. Chắc chắn rồi, có thể gì nữa thái thú. Mã tắc chê bai rằng ông nhát gan, đánh giặc chỉ biết thủ thành hoặc rút chạy, chứ không dám tấn công. À! Thái thú, không dám tấn công. Thảo nào, có nhiều lần nó bài bác mưu kế của ta. Mã tắc còn nói, nếu binh quyền trong tay của Mã tắc thì với một trận thôi, hắn sẽ đánh cho quân của Trưng Trắc tan tác không còn một mảnh giáp. Vậy nó nghĩ như thế, nó muốn đoạt cái chức thái thú này chứ gì. Được, được, ta sẽ cấp cho nó 5,000 quân kỵ mã tiến thẳng vào dinh trại Trưng Trắc. Thắng ta không nói làm gì, nếu bại ta có cơ hội chiếm đầu tức khắc. Thái thú ơi, ngài làm như vậy là làm cho mã tắc mau lên, với 5,000 quân kỵ mã tôi e rằng. Dạ, 5,000 quân ốm đói. 5,000 quân ốm đói. 5,000 con ngựa què. 5,000 con ngựa què. Biết chưa? Thái thú, ngài quả là diệu kế, diệu kế. Y lệnh thi hành.
già. Tuân lệnh. Điều chi? Bẩm Thái Tu, Trương Trắc đã cởi dôi kéo nghĩa quân tiến thẳng về mặt bắc của thành Ly Lâu. Trời ơi, như vậy là chết rồi, chết rồi. Điềm đi. Hả Đô Quý? Dạ. Ta cấp cho 5.000 quân kỵ mã lên đường ra chối chọi. Mau lên. Bẩm Thái Tu. Hả? Ngựa què quân đối đã bỏ trốn tất cả rồi, một mình tôi làm sao ngăn cản cả một đàn voi. Thầy cho mã Đô Quý bất tuân thượng lệnh. Quân đâu? Dạ. Chém đâu? Qua đâu? Bẩm Thái Tu, nếu ngài muốn chém đầu tôi, hãy chém đầu Tào Nguyên trước. Tại sao? Vì chính hắn là đầu hàng Trương Trắc. Hả? Là khất nhượng cả đàn chiến mã. Hả? Nguyễn Thơ. Dạ. Tại sao? Tại sao dám khất nhượng cả đoàn chiến mã? Nói. Thái Tu ơi, tin nhìn ngài. Ê. Nói đi. Thái Tu. Ừ. Dạ, tôi nhớ rồi. Lúc tôi cùng với Chư Hầu dục mưu bắt Thi Sách, tại sao tôi bị bắt? Trương Trắc không giết mà lại tha chết cho tôi. Thế Thu ơi, vậy là ta đã bắt mưu của Trương Trắc, mãi giết hại lẫn nhau để cho chúng tiến thành đoạt lũy rồi. Thế Thu, bây giờ sao? Phen này mất thành, ông lọt vào tay của Trương Trắc, thử coi ông còn sống sót được không? Tôi không xuống chính tầng địa ngục nữa. Thôi, Mã Đô Quý. Dạ. Cô ngăn mặt bắt, dùng quả công đánh phá đàn voi. Tuân lệnh. Sao quân thừa? Dạ. Hãy cố ngăn thành phía đông, dùng cung sắt tới đồng cố thủ. Tuân lệnh. Thái Tú, nhưng còn mạng sông Dâu thì sao? Mạng sông Dâu là nơi hào sâu hiểm trở, chỉ một toán quân nhỏ cũng cố tường phòng được rồi. Huống chi ta biết Trương Trắc không có chiến thuyền. Nhìn nhớ, đừng phân tán mỏng e xa vào kế giặc nghe chưa? Tôi lệnh. Cấp tôn. Dạ. Bẩm Thái Tu, ở mặt sông Dâu khói đen bốc cháy trời, chống chiên khua dậy đất. Chúng có bao nhiêu quân? Dạ không thấy nên không biết, chỉ nghe tiếng quân reo. Lui. Tôi lệnh. Thái Tu. Chỉ nghe tiếng quân reo. Đây là nó dùng cái kế nghi binh. Dương Đông, kích tay gạt ta sau nổi Trương Trắc. Quân thừa. Dạ. Thi hành y cái lệnh. Tôi lệnh. Dương Hầu. Dạ. Đưa Thi Sách đến đây. Xin tuân lệnh. Quân. Dạ. Giải Thi Sách ra đây. Thi Sách, nghe lời ta, hãy bảo cho Trương Trắc giải giáp lui quân, quy lệnh thiên triều, ngươi sẽ được quyền cao chức trọng. Trả lời ta, nghịch thiên ý, ngươi có bảo toàn tánh mạng. Bảo toàn tánh mạng. Thái độ cao ngạo đó của mi không cứu được cái mạng mục của mi đâu. Thái độ cao ngạo đó của mi không cứu nổi cái mạng mục của mi đâu. Ta nói mi có nghe không? Trương Hầu. Dạ. Nói thay ta. Dạ. Ông Thi Sách, bậc trí giả phải biết lựa theo thời thế. Thời thế đã như vậy, ông còn câu nệ mãi sao? Giả lại Tô Thái Thu là người độ lượng khoan dung, không bao giờ sát hại những kẻ theo hàng. Ông Thi Sách à, ông nghe tôi. Ông hãy nghe tôi. Cấm miệng lại. Hỡi quân manh tâm theo giặc mà giết hại giống
qua nửa đời người, mi không biết chi là liêm sĩ. Người theo lũ ngoại bang xem như là cha là mẹ, lại còn không dở giọng chỉ già bao nhân. Theo phường làng xôi, mì không biết chi làm nhớ nhuốc bài trò bán nước buồn dần. Vì sách cuộc sống của ông chỉ còn là trong tất gian. Tôi khuyên ông nên bình tâm mà suy xét thiệt hơn. Con người sinh ra đâu phải để vùi thân dưới mồ, huống chi cuộc sống bây giờ là phú quý vinh quang. Thì sách mi nên nhớ hùng thiên một khi thất thế xa cờ, phải biết cái lẽ tới lui bảo toàn sanh mạng. Với ta thì trước sau, sau trước chỉ một lòng, không hổ thẹn với đất trời và thẹn mặt với non sông. Là tướng nhà Nam ta thề chết vinh còn hơn sống nhục. Ngươi khỏi lắm lời khuyến dụ cho uổng công. Trương Trắc không chịu lui quân, cái đầu của mi sẽ rơi khỏi cổ. Đầu ta rơi khỏi cổ. Đầu ta rơi nhưng máu của ta vẫn trào sôi quốc hận. Tầng ngã xuống sẽ có dạng kẻ dùng lên, ta sẽ bầm sát ngươi thành trăm vạn mạng. Bầm sát ta thành trăm vạn mảnh, nhưng hồn dân Nam, hồn dân Nam, hồn dân Nam sẽ mãi mãi trường tồn. Mi sẽ chết. Nghĩa gì? Là vì kinh mặt sông dâu. Hả? Trương Trắc vì kinh mặt sông dâu, phu nhân ta hay lắm. Phu nhân, phu nhân, phu nhân. Chị Lương Hầu. Dạ. Đưa thi sách lên mặt thành, quân lệnh quả công chuẩn bị cho ta. Quân lệnh quân, đưa thi sách lên cho quả. Lên vàng quá. Quả nếu ta không tấn công thì ta biết. Hỡi tất cả nghĩa binh, yeah! Ta có còn được anh em tín nhiệm nữa không? Tín nhiệm, tín nhiệm. Tại sao chủ tướng hỏi chúng tôi câu ấy? Ta hỏi vậy là để nhắc nhở pháp lệnh phải nghiêm minh. Cụ Đô Trinh, yeah, cụ hãy đem trong đồng đến đây. Xin tuân lệnh. Trưng nhị thánh thiên và lo hương đăng dọng một bàn hương án.
tuân tuân lệnh. Lê Chân, phiền Lê Chân hãy tìm giúp cho tôi một thư khăn tang. Chủ tướng, đừng để ta phải nhắc đến pháp lệnh. Thi hành đi. Tuân lệnh. Chủ tướng, hình như chủ tướng sắp ban hành một quyết định quan trọng. Phải, ta muốn tế xong thi tôn quân. Chủ tướng, trước khi khởi lệnh tấn công, chủ tướng, giới thiếp cùng chung chí hướng, dây kề dây để gánh nặng non sông. Nhưng hời ơi, chi tan bồng nay chưa kịp qua, thì đường ấm dương cách trở nghe sao lạnh lạnh áng mây sâu. Thiếp xin được quân dành khăn tang trắng lên đầu, lại thứ nhất thiếp xin tạ tội vì không đủ tài để cứu nổi phu quân. Lại thứ hai thiếp mong được thứ tha vì đã đau lòng tế sông người bạn trăm năm chân vui. Ôi trời liền lâu chưa tan, hồi trống trần mà đất mê linh quá lá vội thương sầu. Hỡi ba quân tướng sĩ, dạ, ta đã làm tròn đạo nghĩa vợ chồng, giờ ta ra lệnh tấn công, dù phải hy sinh phu tướng. Sau ba hồi trống lệnh, chúng ta sẽ tấn công thành Liên Lâu. Trương Chất, gả gan cho Trương Chất, dám chống mệnh trời,
chẳng chịu lui quân. Sau bao hồi chiến lệnh, ta sẽ quả thiêu thi sách hồi chiến thứ nhất. Hồi chiến thứ hai, làm trắng đêm tâm sự thì bả lại tả từ của phu nhân cũng đã tròn tình giảng nghĩa. Đứng trên vàng quả ta nguyện làm mồi cho lửa đỏ để bao người chiến sĩ hiên ngang công chậm bước qua hùng. Lần gặp nhau đây là lần gặp gỡ sau cùng, ta cảm ơn tất cả để tạm đình bình, để bảo toàn mạng sống cho ta dù trong một phút giây ngắn ngủi. Phu nhân, vậy nàng còn chần chờ chi nữa, hãy nói. Phu nhân, ắt hẳn nàng còn nhớ mấy lời trong đêm giả biệt chứ. Gươm báo khắc sâu lời nguyện ước, quên mình rửa sạch môi thù chung. Quên mình rửa sạch môi thù chung. Phải, vậy thì nàng còn chần chờ chi nữa, hãy nổi trông lên đi. Nổi trông lên đi. Nổi trông lên đi. Phu nhân, hay lắm, tiếng trống của nàng sẽ là tấm gương soi sáng đó, để ngàn sao hậu thế soi cùng. Phu nhân, sống thác là chuyện đi về, hợp tan là trò dấu bề. Nhưng tất cả đều không đáng kể ngoài việc phải lo bảo vệ trường tồn dòng dõi của hùng dương. Phu tướng, xin chàng hiểu nỗi lòng của thiếp. Hồi chiến thứ ba, là gì? Xin chị hãy cho em nổi trong lệnh tấn công.